Ok này, trong phần tiếp theo chúng ta làm thử một cái bài giải phân trình bậc nhất nhé. Thì giao thiết kế giao diện gồm có hai ô tách nhập vào cái hệ số AB đúng không? Thầy sẽ tạo một cái bài tập này. New một cái packet nữa. Thôi không cần new packet nữa, thì new class luôn. Thầy dùng kéo thả nhé. Phương trình bậc nhất bậc 1 đi. Craft tên như thế. Rồi ở đây đơn giản là thầy kéo thả một cái ô tách này. Đúng không? Các em hoàn toàn có thể là cho cái tách này nó to ra nhá. Mà chữ nó to lên các em có thể làm được. Ví dụ thầy ghi là AX. Ghi chữ to này AX. Rồi, x cộng với b bằng 0. Đấy. Em có thể cho phông chữ nó to ra bằng cách là các em kích chuột phải này. Property nhá. Đấy, nó có property này. Em ở đây nhìn thấy có cái phông chữ ấy đúng không? Nó to lên. Bold này. 18 này. 36 này. Tao ma đúng không? Kích ok. Đấy, to quá. To thì nó có thể kéo ra. Đấy, không to lắm đâu. Rồi, đấy. Sau đấy phía dưới thì có một cái làm label này. Là A bằng đúng không? A này bằng này. Đấy. Label B. B bằng này. Rồi sau đấy có hai cái tag rồi, tag view, edit tag này, xóa đi nhá. Edit tag này, xóa đi. Khi các em xóa đi này thì các em nó mặc định nó về không, các em kéo thẳng ra nhé. Rồi thế thôi. Sau đấy chúng ta cần một cái gì đấy để mà hiển thị kết quả. Kết quả thì các em có thể dùng label cũng được, mà dùng tách cũng được. Đây, ở đây thì dùng label nhé, để cho các em biết được cách tương tác với label luôn này. Label này thầy có thể kéo cho nó chút nó to to ra chút. Đó. Thầy đặt cái property cho nó này, cho nó phong chữ tầm khoảng 18. Rồi, ở đây thì tách của thầy thì thầy để không nhá. Rồi, quan trọng là chúng ta phải biết đặt name nhá. Name này, để mà lập trình thì phải, để lập trình được chúng ta phải đặt tên nó. TT thứ nhất là A này. Thứ hai là trên value này. TT B này. Và thằng thứ ba là thằng label. Thằng label này tí nữa chúng ta phải tương tác với nó là chúng ta gắn kết quả vào đây, hiểu không ạ? Thế kế là chúng ta phải đặt tên cho nó. Còn hai cái label là A và B này chúng ta không phải đặt tên nhá, vì chúng ta không tương tác với nó. Cái nào chúng ta tương tác thì chúng ta sẽ phải đặt tên cho nó. Để tí nữa tương tác thì tiền tố của thằng label nó LBL nhá. LBL các quy kết quả hoặc là nghiệm gì đấy tùy các em đúng không? Các em có thể là cho hai cái nút bấm button này. Button thứ nhất là giải đúng không? Giải này. Button thứ hai các em có thể copy nhá, giữ chuột này kéo nó thằng này ra này, nhưng được cái sao giữ chuột kéo ra không được hả? Giữ gì A nào, A T kéo ra không được, copy đi cá nhân C này, cá nhân V này, kém kéo ra đấy, cũng được nhá. Tuy nhiên nhiều cách đấy là thầy giới thiệu. Rồi ở đây thầy cho cái là exit chẳng hạn. Thoát đi. Tính Anh, tính Việt rồi tính Việt nốt. Rồi. Hoặc là xóa trắng đúng không? Xóa trắng nhá. Thêm cái xóa nữa. Đây, cái này là thoát này. Thêm cái xóa nữa nhá. Xóa này, ở đây là xóa. Xóa này. Rồi.
quan trọng là chúng ta phải biết đặt tên cho nó. Tên này, tên thằng này thì nó sẽ là btn giải, thằng này thì là btn xóa này, và thằng cuối cùng là btn thoát này. Thì khi các em đi thi thì để cần nhanh thì các em nên design nó nhanh, ví dụ kéo thả nhanh và design nó nhanh. Còn muốn đẹp thì ta cột tay. Ví dụ như ở đây thì cái nút thoát này rất đơn giản, thì sẽ là các em có thể là chạy cái giao diện lên trước một chút cũng được. Run file này để xem qua đấy nhá. Ok này, rồi thì bây giờ là cái nào dễ mình làm trước. Ví dụ thoát này, thoát rất đơn giản là các em chỉ cần làm cái chuột nhá. Cái chuột vào đấy, đâu rồi, chạy đây, nó tạo ra một cái hàm này, nó sẽ khi cái phần thoát này nó sẽ thực hiện những việc này, đúng không? Hay là thôi được rồi, undo lại, không undo được à? Thầy sẽ cốt tay, trường hợp này chúng ta cũng gọn nha, các em nên cốt tay các em ạ, bởi vì nó gọn hơn rất nhiều. Ở đây đâu rồi? Còn cái này thì đơn giản quá đúng không ạ? Xóa luôn cái thằng này này, khả năng nó mất đấy. Không biết nó có mất không? Đúng không? Mất không? Thằng này chúng ta có thể, thằng này chúng ta có thể thu gọn lại nhá. Mất chưa? Mất rồi đấy. Đúng không? Nó mất rồi đấy. Thầy xóa cái hẳn cái nút đây đi. Đi ra lại thầy kéo lại cái nút thoát tí nhá. Mọi người thông cảm tí là... BTN thoát nhá. Thế bây giờ chúng ta có 3 nút đúng không ạ? Chúng ta có 3 nút, chúng ta có thể là thực hiện đến cách thứ hai. Cách thứ hai là khá là gọn. Thoát này. Nhá. Cái có thể thực hiện cái cách thứ hai. Đây. Cách thứ hai của chúng ta là gì? Cách thứ hai của chúng ta là các em implement cái gì ạ? Action listener đúng không ạ? Đây. Action listener. Nhớ nhá. Sau đấy các em phải cài đè cái hàm nó báo lỗi đúng không? Đây nó báo lỗi là các em phải cài đè cái hàm là hàm action perform. Rồi cái hàm này nằm cuối cùng. Cái này các em có thể kéo nó lại. Action perform đây, cái hàm đây. Hàm này nó sẽ dựa vào cái sự kiện E này này, bởi vì chúng ta có 3 cái bấm liền, giám một giám sát chứ một giám sát 3 gì ạ? 3 combo liền. Hiểu không? Lúc này chúng ta làm nhiều giám sát mà giám sát một combo liền. Bây giờ là một giám sát là chính là gì ạ? Là action perform này này. Nó giám sát nhiều combo điện, nó nghĩa là 3 thằng, đúng không? Thì chúng ta ở trong này thì có nghĩa là các em mà gắn bây giờ gắn sự kiện này. Gắn sự kiện nhá. Ở trong cái thằng perform này zip này chấm btn gì ạ? Zip cũng được, zip chấm btn giải này chấm s action listener đúng không? Truyền vào cái zip đúng không? Chúng ta có 3 thằng như thế. Copy xuống nè. 2, 3. Thằng thứ hai là gì à? BTN gì? Xóa nè. Thằng thứ ba là BTN thoát. Thì khi người dùng bấm cả 3 nút này thì nó đều thực hiện cái hàm gì? Hàm action perform. Và thực hiện cái thằng đấy cả nhá. Thì bây giờ để các em nhìn thấy được rõ này. Để add out này. Đó. S out đây, ok vào đây rồi chạy thử nhá, em nhìn thấy này, thầy bấm giải này, đấy nó bảo ok vào đây, bấm xóa này, nó cũng bảo ok vào đây, thoát này, đấy nó cũng bảo ok vào đây, đúng chưa? Thì bên như vậy có nghĩa là gì ạ? Một giám sát mà giám sát ba gì? Ba combo điểm, đúng chưa? Ba bấm đây là ba combo điểm. Đấy thì bây giờ phải phân biệt được, phải phân biệt được là khi nào thì người dùng bấm giải, khi nào thì người bấm xóa đúng không? Thì nó có một cái thuộc tính đấy là action, đấy là cái action event. Chúng ta phải căn cứ vào cái này. Ở đây là em có thể là if else hoặc shift case đấy, tùy if else nhá, ta dùng if else. If nếu như thằng e này chấm get command, nó có cái thằng get command mà thằng get command nó trả về equal
nó cái mang rồi nó trả về chúng ta cái tên của cái tên của cái bấm này này, cái không phải cái name nữa mà cái label này, cái nhãn này này, nhãn hình gì đây này, giải đó. Đó, bảo là giải đúng không? Đấy, thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là ở đây là ok bạn đã bấm vào gì, vào giải đấy, ta phân biệt được kia. Và tương tự như vậy, if và ở đây là else if này, if cái gì, action perform bằng gì, action perform bằng cái xóa đúng không? Thì chúng ta bảo là bạn bấm vào cái xóa. Còn else phát nữa thì chỉ có thằng thứ ba còn lại thôi, thành thế là các em chỉ cần else ở đây, chỉ cần các em chỉ cần else thôi. L xe if else đóng ngoặc, mở ngoặc lỗi gì đây, chịu chấm ngoặc xong, cảm ơn bạn. Rồi bạn bấm vào nút xóa đúng không? Rồi, còn cuối cùng là bạn chỉ bấm vào nút cái gì ạ, thoát thôi. Tôi cho là để mua cho các em nhìn xem. Run file này. Đấy, thì chúng ta kích vào giải này, đó, nó bấm vào giải đúng không? Xóa này, đấy, xóa, thoát này, đấy. Như vậy chúng ta bắt được cả ba thằng, bao nhiêu sự kiện chúng ta bắt được, đúng không? Thì thường thường nó chỉ có mấy cái thôi, chục cái là cùng một cái trên một cái form, chục cái sự kiện như này là nhiều rồi, đúng không? Không có nhiều đâu, ít theo một lúc là hết. Rồi, thế bây giờ vào đây thì chúng ta làm gì đúng không? Thì bây giờ chúng ta không làm này nữa, chúng ta đi giải đúng không? À thoát này, thoát trước nhé. Thoát trước đơn giản là các em là làm là gì ạ? Cái gì? System. Đúng rồi. Chính xác, làm lúc rồi quen hết mà. Chấm này, exit này. Exit. Không. Nhá. Còn cái thằng xóa này chúng ta làm gì? Xóa này chúng ta thay bỏ cái xóa đi nhá. Xóa có nghĩa là ý của người ta là mong muốn là các em gõ vào đây. Gõ này, gõ này, kích xóa thì nó sẽ xóa trắng hai thằng này, hiểu không? Thì rất đơn giản là người ta lách luật một chút thôi. Các em có thể dùng là btn, không phải btn mà là tt thằng a này, chấm setx, cho nó rỗng thôi. Rỗng thì nó sẽ nhân vào cái ô đây rỗng, lừa đảo tí thôi. Đấy, thì hai thằng này đơn giản thầy làm trước đúng không? Rồi hai thằng này thì hai thằng này không thể test đâu, đúng rồi đấy. Còn thằng thứ giải này, thằng thứ giải thì chúng ta sẽ giả sử như thầy có bắt lỗi các em về từ nhà, từ bắt lỗi ở đây là thầy nhập vào là a là bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu này, thầy mặc định như là các em nhập vào đúng, có nghĩa là nhập vào số, chứ có người cố tình nhập vào là a này cơ, a này thì là lỗi đúng không, không thể giải được. Xóa label kết quả. Ok, từ từ cái việc hoàn thiện thì các em tự hoàn thiện đi, mình không không có nhiều thời gian để hoàn thiện. Nhá, giả sử như các em nhập vào đúng nhá, và thầy lấy dữ liệu về và thầy sẽ chuyển đổi nó thành, khi lấy dữ liệu về thì các em sẽ là nó là dạng dạng sâu chưa, các em sẽ phải là đầu tiên các em khai báo, nếu như làm gọn lên thì các em khai báo thẳng luôn cái thằng int này này nhá, a bằng đấy gì ạ, các em chuyển kiểu luôn integer đấy, nếu như làm gọn là làm như thế, còn không thì làm từng bước một, chấm này, space đấy, cái gì cái tt a chấm get text đó. Như vậy có nghĩa là gì, thằng cái a chấm get text này nó lấy về cho chúng ta cái sâu. Các em có thể ở đây chim hai đầu có nghĩa là chim sờ chim đấy. Chim hai đầu có nghĩa là cắt sâu đầu cuối nhá. Rồi tương tự như vậy các em có thể là lấy thêm được cái thằng gì, thằng b. Rồi thằng b là lấy từ tách b, sau đấy các em thực hiện giải giải thôi đúng không? Giả sử như hai thằng này nó chuẩn rồi, còn không các em phải try catch nó lại, trường hợp mà nó mà pay lỗi try catch nó lại nhá. Giải thì là if, cái này thì dễ quá nhỉ, if này hai 12 giờ về à? If nếu như mà a nó bằng không nhỉ, đúng không, a nó bằng không thì phương trình nó vô nghiệp, thì phương trình vô nghiệp thì thầy có thể gắn kết quả luôn t t a l l b l
LBL label ấy chấm à, nó cũng có set tag nhé, và cái tag bình thường nhé, set tag à, thì thầy set vào đây là phương trình vô nghiệm đấy, vô nghiệm đấy, vô văn hóa rồi. Còn nếu như mà L thằng này có nghĩa là phương trình L này, nhưng mà kiểm tra cái thằng nữa là if mà if if cái gì if b mà bằng không đúng không, thì chúng ta sẽ set nó cái tag là gì, à vô số nghiệm, vô số nghiệm. Còn nếu như L thằng này nữa có nghĩa là gì ạ, là thằng này nó khác không đúng không, và thằng này cũng khác không, như vậy phương trình có nghiệm duy nhất đúng nhỉ. À ok, L này đơn giản vậy thôi, thì thầy sẽ bảo là phương trình có nghiệm nghiệm là gì, trừ cộng với nhá, cộng với đóng ngoặc mở ngoặc này, trừ b chia cho a thế đó nha. Có cần chạy không? Thôi chạy chạy dừ tí cho nó, cho nó rồi xóa này, thoát thì thôi nhá, không phải thử nữa nhá, xóa ok, xóa chưa, nhìn thấy xóa chưa, đấy lừa người dùng thôi rồi. Và tí nữa thoát rồi chúng ta sẽ là thử cuối cùng để mà nghỉ luôn đúng không? Thế bây giờ giải này, a bằng không và b khác không, giải đấy phương trình vô nghiệm chuẩn không? B bằng không nhá, giải này. Đấy đáng là vô nghiệm nhưng mà xét tách được mà. 6 này, 9 này, giải. Đấy, phương trình có nghiệm này, nhưng mà cái tách này nó đang hơi ngắn một chút. Nó bắt đầu kích thoát này. Đấy. Rồi, ok, nghỉ.